vụ án sát hại cô gái rồi nhét vào vali ở Vũng Tàu, công an phá án chỉ trong 12 giờ. Tạt axit vào nhóm người đang nhậu khiến một người tử vong, nhiều người bị thương. Phát hiện nữ sinh lớp 12 nổi trên hồ Cai Bản sau 4 ngày đi khỏi nhà. Cháy căn hộ 14 tầng chung cư The Vesta, người dân hô hoáng bỏ chạy. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ sát hại cô gái trẻ rồi nhét vào vali phi tang trên núi tại Vũng Tàu đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Từ khi nhận thông tin xác minh người mất tích trong vòng 12 giờ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhanh chóng khoanh vùng, bắt giữ hai đối tượng và phá nhanh vụ án. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh xác minh một trường hợp bị mất tích. Tiến hành xác minh, cơ quan công an nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại tại một khách sạn trên địa bàn phường 2 thành phố Vũng Tàu. Đồng thời xác minh nghi phạm là Võ Thành Long, 20 tuổi, ngụ huyện Long Điền và một đối tượng không rõ lai lịch sống lang thang. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 3 giờ ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ đối tượng Võ Thành Long tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc với cơ quan công an, Võ Thành Long bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết thông qua mạng xã hội Facebook có quen biết với chị T, 21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 18 tháng 5, Long cùng bạn là Vũ Thành Huy, 25 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, thuê xe taxi để đón T đi chơi tại thành phố Vũng Tàu. Sau khi tham quan ở một số nơi khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 5, Long và T về khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc này phát hiện T có mang theo nhiều tài sản, trang sức giá trị, Linh Long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt. Vì vậy, đối tượng đã dùng tay làm nạn nhân ngạt thở dẫn tới tử vong. Sau đó, Long nhắn tin cho Huy biết sự việc, rồi cùng bàn bạc việc phi tang nạn nhân và chiếm đoạt tài sản. Cả hai thống nhất sẽ phi tang tại khu đất trống ở núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5, Long đi mua vali rồi cùng Huy đưa nạn nhân vào trong vali, mang đi phi tang. Còn số tài sản chiếm đoạt được, các đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Lúc bắt giữ Huy, cơ quan chức năng còn thu giữ trên người đối tượng điện thoại di động iPhone 12 Pro Max của nạn nhân. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ. Đây một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về những mối quan hệ thông qua mạng xã hội, dụ dỗ nạn nhân rơi vào bẫy lừa tình lừa tiền, thậm chí bị giở trò đồi bại, bị sát hại để cướp tài sản như cô gái trẻ trong vụ việc trên. Do đó, không chỉ gia đình nhà trường mà ngay cả chính bản thân phái nữ cũng cần cảnh giác cao trước những mối quan hệ mập mờ từ mạng xã hội, không dễ dàng đồng ý đi chơi với người lạ và chuẩn bị cho bản thân những biện pháp tự đảm bảo an toàn. Tạt axit vào nhóm người đang nhậu khiến một người tử vong, nhiều người bị thương. Những mâu thuẫn trên bàn nhậu thường là nguyên nhân của nhiều vụ án mạng do hơi men đã phần nào che mờ lý trí của những người trong cuộc, khiến họ không kiểm soát được hành vi mà mình gây ra. Mới đây cũng do mâu thuẫn trong cuộc nhậu mà một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh đã dùng axit tấn công vào những người đang ngồi khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 5, nhóm khoảng 11 người từ 30 đến 40 tuổi tổ chức ăn nhậu trước một dãy trọ nằm trong hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, một người đàn ông trong nhóm nhậu tên Toàn, 38 tuổi, ngụ quận 4, bỏ về phòng trọ. Ít phút sau, bất ngờ Toàn cầm theo can axit và một con dao đi đến bàn nhậu rồi tạt thẳng vào bàn. Người đàn ông tên L khoảng 30 tuổi bị tiếp xúc với axit nhiều nhất, hủy hoại hết vùng mặt, đầu và tử vong sau khi được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu. 7 người khác ngồi cùng bàn nhậu bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, tiên lượng xấu. Hai người đàn ông khác trong nhóm nhậu về trước nên đã thoát nạn. Liên quan vụ việc, hiện Công an quận 7 cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lấy lời khai nghi can Đặng Hoàng Toàn. Sinh năm 1986. Theo đó, Toàn khai khi đang cùng 8 người khác ăn nhậu tại phòng trọ nằm tại con hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, giữa Toàn và nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhưng mọi người can ngăn. Sau đó, Toàn bỏ lên gác phòng trọ ngủ, tuy nhiên vẫn nghe nhóm bạn nhậu nói xấu mình nên lấy axit loại dùng để tẩy sơn và có sẵn ở trong nhà vệ sinh tạt lên 8 người. Trong đó, một nạn nhân tử vong là anh L, sinh năm 1994. Bước đầu xác minh, nhóm anh L đều là công nhân trong khu chế xuất Tân Thuận.
Nghi can Toàn được xác định là người mới dọn tới dãy trọ trên để sinh sống. Phát hiện nữ sinh lớp 12 nổi trên hồ Cai Bản sau 4 ngày đi khỏi nhà. Sáng ngày 23 tháng 5, người dân quanh khu vực hồ Cai Bản, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng bỗng tá hỏa khi phát hiện một người đã tử vong nổi trên mặt hồ. Qua xác minh của cơ quan công an, nạn nhân là một nữ sinh 18 tuổi, đã đi khỏi nhà 4 ngày. Công an huyện Bảo Lâm và công an thị trấn Lộc Thắng đã phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa bảo vệ hiện trường, tiến hành trục vớt nạn nhân. Vào cuộc xác minh, công an địa phương xác định nạn nhân là em NMNQ, 18 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, Quy là học sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Trước đó, vào trưa ngày 20 tháng 5, nữ sinh này điều khiển xe máy rời khỏi nhà, đến tối đợi mãi không thấy Quy về ăn cơm. Người thân đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi mà không có thông tin gì, người thân của Quy đã đến cơ quan chức năng trình báo. Đến chiều ngày 21 tháng 5, người dân địa phương phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng về việc có một chiếc xe máy bị bỏ lại tại khu vực gần hồ Cai Bản, nơi giáp ranh giữa thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Ngãi. Sau khi xác minh, công an xác định đó là chiếc xe do Quy điều khiển, rời khỏi vào ngày 20 tháng 5. Nhận được tin báo, người thân của Quy đã đến nhận dạng và được cơ quan chức năng bàn giao thi thể đưa về nhà lo hậu sự. Công an địa phương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cháy căn hộ tầng 14 chung cư The Vesta, người dân hô hoáng bỏ chạy. Chỉ trong thời gian vài ngày gần đây, nhiều vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại các địa phương trên cả nước. Mới đây nhất, một ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn hộ tầng 14 chung cư The Vesta, quận Hà Đông, Hà Nội, khiến người dân hoang mang hô hoáng nhau bỏ chạy. Theo đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 23 tháng 5, người dân sinh sống ở dự án chung cư The Vesta bất ngờ phát hiện khói đen và ngọn lửa lớn bùng lên tại một căn hộ nằm trên tầng cao của tòa nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Hà Đông đã điều động một xe chỉ huy và hai xe chữa cháy, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, hai xe chữa cháy, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 công an thành phố Hà Nội cũng được chi viện. Tuy nhiên, khi lực lượng được điều động đã xuống hiện trường vụ cháy thì đám cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở dập tắt. Thông tin ban đầu, vị trí đám cháy là căn hộ 1412 tầng 14 V4, khu nhà ở xã hội The Vesta. Nguyên nhân đám cháy do chập điện trong căn phòng chức năng. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ngay khi chuông báo cháy vang lên, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã huy động nhiều bình chữa cháy, vòi phun dập tắt đám cháy tại chỗ. Đến đầu giờ chiều ngày 23 tháng 5, đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cùng công an quận Bình Tân đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra tại giao lộ đường Võ Trần Trí, Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo A. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, xe tải biển số 66H005XX chạy trên đường Võ Trần Trí hướng từ đường Trần Đại Nghĩa về quốc lộ 1. Khi đến giao lộ Võ Trần Trí, Trần Văn Dầu thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 66G1433XX chưa rõ hướng di chuyển. Vụ tai nạn khiến người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng, được tài xế xe tải gọi xe cứu thương chở vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Ngay khi có mặt, đội cảnh sát giao thông An Lạc, công an quận Bình Tân giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là ông TVB, 52 tuổi, quê Đồng Tháp. Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đông, trú tỉnh Bình Thuận, 8 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Hồ Ngọc Vinh, trú tỉnh Kiên Giang, 7,5 năm tù; và các bị cáo còn lại cùng lãnh án mỗi người 2 năm tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 17 tháng 9 năm 2023, tại một quán cà phê ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khi Vinh đang bán hai khẩu súng cho một người không rõ nhân thân lai lịch thì bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt quả tang. Vinh khai nhận súng này mua của Đông mang về bán lại cho Đô, Hậu và Trung để kiếm lời. Sau đó các đối tượng Trung, Cường, Hậu, Vinh và Đô lần lượt bị xa lưới pháp luật. Các đối tượng thừa nhận từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023, Đông chế tạo được 8 khẩu súng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, đã bán cho Vinh và Hiếu, thu lợi bất chính số tiền trên 30 triệu đồng. Còn Vinh và Trung sau khi mua súng của Đông mang về bán lại cho Cường, Hậu và Đô, thu lợi bất chính số tiền trên 41 triệu đồng. Hiện nay, cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại chủ yếu là các dự án đường bộ cao tốc và đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với tất cả những sự nỗ lực của các cấp, ban ngành và của tập thể nhân dân, bức tranh về giao thông tại nước ta đã thêm nhiều gam màu tươi sáng.
khi các công trình giao thông trọng điểm đua nhau về đích, từng bước hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, khép kín. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo, tạo đà giúp các đô thị, thành phố vươn lên mạnh mẽ. Mình thấy cái đường cái 2 đấy, và từ ngã tư sở đến cổng Duy ấy, nó có rất là nhiều lợi ích cho anh em lái xe, rồi rút ngắn thời gian và cũng đỡ phải tốn nhiên liệu hơn. Chưa có đi tàu sát này thì em phải đi xe buýt. Xe buýt thì nó chờ khá lâu, còn cái này nó vừa nhanh hơn và lại bị đông đúc như xe buýt. Tại Hà Nội, tháng 6 năm 2023, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô chính thức khởi công đồng loạt tại 3 tỉnh thành Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Chiều dài toàn tuyến là 112,8 km, tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ khai thác tối đa tiềm năng phát triển, tạo lực đẩy cho đầu tàu kinh tế khu vực Bắc Bộ. Đầu tháng 8 năm 2023, Hà Nội tiếp tục khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, dài 3,5 km, rộng 19,25 m, với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Công trình khi đưa vào hoạt động đã giảm tải mật độ phương tiện giao thông cho cầu Vĩnh Tuy 1, tăng cường lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng. Cầu vượt chữ C nối phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thông xe ngày 30 tháng 6, với vốn đầu tư 150 tỷ đồng sau hơn 21 tháng thi công. Công trình nhằm nâng cao năng lực giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc lâu nay tại các nút giao ngã tư Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đồng Tác. Không dừng lại ở các dự án cầu, đường vành đai, các dự án đường sắt đô thị trên cao và các ga ngầm cũng đang hoàn thiện và dần đồng bộ, kết nối. Tuy nhiên, thực tế, một số dự án công trình giao thông tiến độ vẫn còn chậm do thủ tục đầu tư kéo dài, vướng giải phóng mặt bằng, chưa chủ động về nguồn nguyên vật liệu. Nếu có cái đường sắt thì nó giảm tải đỡ đi. Nó chậm này nó ảnh hưởng về cả kinh tế, ấy, về mọi mặt. Người dân bây giờ người ta cũng chả tin vào những cái lời hứa của đường sắt nữa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km. Đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại thành phố này, khởi công năm 2012 và đến nay đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được khởi công vào tháng 6 năm 2023 với tổng chiều dài 76,3 km đi qua 4 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, cũng được kỳ vọng tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng với những dự án trên, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức, dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, quận Tân Bình cũng góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm này còn rất nhiều dự án được đầu tư quy mô lớn nhưng hiệu quả của nó chưa được tính toán kỹ. Nếu có thể cân nhắc, nếu có thể được nghiên cứu mà rút kinh nghiệm từ những cái dự án mà chưa thành công thì có thể có những cái giải pháp thông minh hơn và đem lại cái bộ mặt đô thị được cải thiện nhanh hơn. Các dự án giao thông đang góp phần làm thay đổi bộ mặt giao thông đô thị, rút ngắn hành trình, giúp phát triển kinh tế xã hội. Nhưng để tối ưu hiệu quả khai thác các dự án và phục vụ lợi ích nhân dân, rất cần các bộ ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn để kịp thời giải quyết những khó khăn còn tồn tại, cố gắng rút ngắn tiến độ nhưng phải đi đôi với chất lượng, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian chuẩn bị về nhân lực cũng như khoa học kỹ thuật, thì Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là một trong những đơn vị tiên phong tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Sáng ngày 22 tháng 5, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khởi động thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Theo đó, Sóc Trăng đăng ký tham gia 50 hecta do Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức, huyện Long Phú triển khai thực hiện trong 3 vụ liên tiếp. Nông dân sẽ được hỗ trợ 100% chi phí gieo xạ và đối ứng 50% giống vật tư nông nghiệp. Lúc đầu thì nói chung thì bà con cũng không hiểu cái vấn đề là cái phát thải thấp như thế nào, rồi bán được cái chứng chỉ carbon như thế nào. Cũng hiểu thì cũng nói ngay thì cũng được các cái cơ quan, cái khoa học cũng có xuống tập huấn giải thích. Thì bà con người ta thấy được, người ta tham gia. Toàn bộ diện tích tham gia đề án sẽ được áp dụng quy trình canh tác bền vững như sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, quản lý dịch hại tổng hợp và quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp, áp dụng bón phân chuyên dùng chuyên biệt, xạ hàng bằng máy kết hợp dùi phân giảm hơn 50% lượng giống và 20% phân bón.
Từ những mô hình này để nhân rộng ra cho các cái diện tích mà chúng ta đăng ký trong năm 2025-2026, và cũng là một cái điểm chứng minh cho bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp thấy rằng là cái sự liên kết chặt chẽ để thực hiện cái đề án này là chúng ta hoàn toàn có thể khả thi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, thực hiện đề án, tỉnh đã xây dựng kế hoạch trong năm 2024-2025 sẽ xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao cho diện tích 38.500 ha, đến năm 2030 đạt tổng diện tích 72.000 ha. Những năm gần đây, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện tốt việc mở rộng diện tích lúa đặc sản, lúa thơm các loại, với diện tích đạt trên 90% tổng diện tích gieo trồng lúa của tỉnh và cho sản lượng lúa thơm, lúa đặc sản các loại chiếm 93% trong tổng số hơn 2 triệu tấn lúa trên năm. Đây chính là điều kiện thuận lợi để tỉnh tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tọa lạc tại địa chỉ số 229 đường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, CSO Gallery đi vào hoạt động từ đầu năm 2024, có 6 khu vực trưng bày, 77 bộ sưu tập độc đáo gồm truyền kiều, tiền xu, tiền giấy và con tem của hơn 200 quốc gia trên thế giới. Tổng số hơn 20.000 vật phẩm có niên đại từ 50 năm đến trên 2.000 năm tuổi. Ấn tượng nhất trong không gian trưng bày là hơn 10 bộ sưu tập 1.630 ấn phẩm mang chủ đề truyền kiều. Nổi bật là ấn bản truyền kiều được viết bằng chữ Nôm và bản thảo. Ấn bản truyền kiều ngoại văn xuất bản tại 16 quốc gia. UNESCO đã công nhận Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới. Truyện Kiều là một cái tác phẩm văn học chung của cả thế giới, không có riêng gì Việt Nam, đã được dịch ra hơn 20 thứ ngôn ngữ trên thế giới. CSO Gallery là một cái nơi giúp cho cái điểm đến tại Hội An có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho khách tham quan du lịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào các chương trình tiếp theo.